Chuyên Giang xin kính chào quý vị khán giả của Đạt B10. Kính thưa quý vị, vào hôm thứ Tư ngày 6 tháng 1 năm 2021, theo Hiến pháp Hoa Kỳ, sau các cuộc bầu cử tổng thống sẽ có một buổi nghi thức chứng nhận số đại cử tri đoàn trên toàn quốc Hoa Kỳ để xác nhận ai sẽ là tân tổng thống của nhiệm kỳ 21. Hai sự kiện nổi bật trong ngày đã xảy ra trong cùng một lúc. Một cuộc biểu tình rầm rộ trước tòa Nhà Trắng do những người ủng hộ tổng thống Donald Trump tổ chức trong cùng thời điểm Quốc hội Hoa Kỳ đang tiến hành chứng nhận lá phiếu đại cử tri bên trong tòa Quốc hội. Trong lời phát biểu của Tổng thống Donald Trump buổi sáng hôm đó, ông đã nhấn mạnh và kêu gọi người biểu tình tiến về tòa Quốc hội nhằm mục đích ngăn cản quá trình chứng nhận lá phiếu của đại cử tri đoàn. Một nhóm người cực đoan, phá phách, bạo động, có vũ trang đã leo tường, phá rào cảnh sát, tấn công tòa nhà Quốc hội, tạo nên sự hỗn loạn trong hơn 5 tiếng đồng hồ và 5 người đã bị thiệt mạng, trong đó có một nhân viên cảnh sát Quốc hội. Hơn 120 người đã bị FBI bắt giữ. Một điều đáng chú ý là trong nhóm bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc hội, có một số người gốc Việt mang lá cờ vàng ba sọc đỏ thiêng liêng đại diện cho người Việt tị nạn Cộng sản. Việc lá cờ vàng xuất hiện trong cuộc tấn công tòa nhà Quốc hội lần này, nó có ảnh hưởng như thế nào đối với đồng hương và cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Hoa Kỳ? Chúng tôi có cuộc tiếp chuyện cùng với dân biểu Trâm Nguyễn. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Lời đầu tiên, Trường Giang xin chào dân biểu Trâm Nguyễn. Dạ, xin kính chào anh Trường Văn và kính chào các khán giả. Chúc mừng năm mới. Cảm ơn dân biểu Trung Nguyễn. Trong tuần vừa qua thì dân biểu Trung Nguyễn cũng đã lên tiếng về vấn đề lá cờ vàng trong cuộc tấn công tại tòa nhà Quốc hội. Dân biểu có thể chia sẻ cái cảm nghĩ của mình về việc mà có lá cờ vàng ba sọc đỏ này xuất hiện trong cuộc tấn công này? Cảm ơn Trường Giang đã cho Trâm cơ hội này để trò chuyện với quý vị. Trâm xin phép nói tiếng Anh vì nói về chính trị, nói tiếng Anh mình có thể bày tỏ dễ dàng hơn. I'm really glad that you have asked me to join you all in this interview to talk about the presence of the Vietnamese flag that really represents so much for myself, my family, and so many Vietnamese American immigrants, refugees who came to this country. As I'm sure you know, we have been working together very closely the past 2 years in my first term to try to pass this bill to make the Vietnamese, South Vietnamese heritage flag as representative of the Vietnamese American community here in Massachusetts. And it pains me to see our flag, which represents hope and reminds us of our heritage and also remind us of the love for democracy and freedom, to see that alongside flags that represent white supremacy and hate is such a shameful thing for our community. What do we want to be seen as? We want this flag to be a source of pride. We want this to be a reminder to the larger American community and other communities that this is a symbol of our resilience, of all that our parents and seniors have sacrificed to come to this country. We have people like my father and my uncles and others who fought for this flag. And it has been used to show the contribution of our community, of the Vietnamese American community in this country. And now that it's been used alongside with these other flags during a time when there was an attempted coup of our government and a attack on the democracy. And for me, it is hard for me to form words because we came here for freedom of the media, freedom to speak out, freedom to assemble. But at the same time, it is also, we came here for democracy, and the bedrock of democracy is an acceptance of the voice of the people in election. And for these domestic terrorists to go into the state house to counter the voice of the people with our flag in the midst is really a hard thing for many Vietnamese Americans to accept. And it is very hard for me to see how I could give an argument to show people why I would want this flag to be representative of the Vietnamese American community here in Massachusetts. Chúng ta cũng biết là Trâm Nguyễn đã có một câu chuyện, một cái cuộc tiếp chuyện với bà chủ tịch của Hạ viện tại tiểu bang của mình. Thì câu chuyện nó như thế nào? Hình như là nó không được thoải mái lắm khi mà mình nói chuyện về lá cờ vàng đối với họ.
The conversation with the chair of the House chair of the committee was more or less she when all of this was happening and we were all you and I and thousands of others watching the news and following the news, the yellow flag with the three red stripes really stood out because, as you know, we have been advocating for this for the last 2 years, and my intention was to refile this bill. And so I've had multiple conversations with the chair about the importance of this flag. And for her, it was more of a curiosity of, Trump, you filed this bill to represent your community, and this bill was at the Capitol. We saw it being waved as people were climbing the walls to break into the Capitol to try to cause chaos and violence and resulting in deaths. I couldn't even have that conversation with her because I said, I understand why you reached out to me about this. And I am still sitting here trying to internalize what that means and how I will be able to work with the committee to get them to a place to accept this. And for me, this is a very unfortunate thing because it's not just happening here in Massachusetts. We all know that this effort has been ongoing throughout the country. And so I'm confident that colleagues and others who are trying to push for this is trying to find that some sort of comforting words or just some way to explain this. And this is why I think it's even more important than ever for our community to stand up and have a unified message and statement to say that we condemn this sort of behavior, that the people who chose to bring the flag to the Capitol are a small but very vocal minority who do not represent the rest of our community, who do not represent the hardworking people who've worked so hard and contributed so much to make America our home. And we need to remind people that that this flag is a symbol for our community, but for people to, it's not, it's been so intertwined with Trump rallies and otherwise, but we need to separate the two and remind people that they are indeed very separate. Chị Giang, một lần nữa xin cảm ơn dân biểu Trong Nguyễn rất nhiều và hẹn lại quý vị trong chương trình phóng sự kỳ tới.